hân hạnh giới thiệu chân dung 100 vị danh tăng Việt Nam nhiệm kỳ 8. Tâm nguyện, đạo hạnh. Phước báo, cuộc đời tu hành. Tất cả sẽ được tái hiện trong 100 tập phim tài liệu của chương trình Bách Tăng Đức Việt. Chân thực, nhân văn, hướng đến những giá trị cốt lõi trong đạo Phật, từ bi trí tuệ. Với mỗi tập phim 20 phút, hình ảnh các danh tăng Việt Nam sẽ được khắc họa rõ nét. Chương trình Bách Tăng Đức Việt sẽ bổ sung nhiều kiến thức bổ ích cho quý khán giả từ kho tàng trí tuệ Phật giáo. Bách Tăng Đức Việt được thực hiện bởi Tổ Thông tin Tuyên truyền Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhật xuất ư không trung, quang minh tận vô cùng, hiển hành chân chánh đạo, tu liễu ngộ thiên dung. Nhật quang hiển tu, đạo hiệu một đời mang theo của bậc cao tăng đắc pháp, cũng là ánh sáng soi đường dẫn lối cho những bước chân cực lạc, vượt thoát khỏi bến mê trong kiếp nhân sinh trú tạm nơi trần thế. Hòa Thượng là bậc đường đầu truyền trao giới pháp, khí giới khai tâm cho nhiều thế hệ tăng ni hậu học, góp phần gìn giữ nề nếp tông phong và nghi lễ cổ truyền của Phật gia. Ngài đồng thời cũng là một chí sĩ ái quốc, không ngừng nỗ lực phụng đạo yêu nước xuyên suốt những năm tháng khói lửa chiến tranh cho đến tận khi đất nước hòa bình thống nhất. Tấm lòng trung trinh và kiên định ấy là đóa hoa sen tỏa ngát hương thơm cho hậu thế muôn đời lưu danh. Chùa Kiển Phước, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre chính là nơi khởi đầu câu chuyện về một hạt giống bồ đề nổi trôi giữa kiếp người trầm luân khổ ải. Năm 1931, có một bà lão dẫn theo một tiểu đồng tử khoảng chừng 7 tuổi đến cửa Từ Bi để nghe lời kinh kệ, ngõ hầu tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống cơ hàn. Chính tại đây, cậu bé đã có duyên lành gặp gỡ với trụ trì chùa là Hòa Thượng Tích Vĩnh Tấn và được ngài nhận làm dưỡng tử. Cậu bé ấy tên Nguyễn Tấn Hưng, sinh năm 1921, trong một gia đình trung nông phúc hậu có 4 người con, gia phong nề nếp, nhiều đời kính tin Tam Bảo. Nhưng thật không may, phụ mẫu mất sớm, ông bà tuổi già sức yếu không thể cùng lúc nuôi dưỡng 4 chị em khôn lớn thành người. Nhận thấy đứa cháu trai có duyên lành với cửa Phật nên bà bèn gửi gắm cuộc đời của cậu bé cho Hòa Thượng trụ trì chùa Kiển Phước. Hương đứa con đùi chịu nhiều thiệt thòi, lại nhận thấy tư chất hiền lương có tốt duyên với Phật Pháp,
Hòa thượng Thích Vĩnh Tấn bèn cho cậu Thế Phát xuất gia, lấy pháp danh là Thiện Duyên, hiệu Nhật Quang, tự Hiển Tư, thuộc đời thứ 41 dòng Tiền Lâm Tế Gia Phổ. Kể từ đó, hạt giống bồ đề nhỏ nơi miền quê thôn giả ấy bắt đầu nảy lộc đâm chồi, nương dựa ánh tinh quang của đấng tự phụ mà từng bước trở thành một bậc thạch trụ tùng lâm của Phật giáo nước nhà. Những năm 1935-1940, song song với việc học tập văn hóa, tốt nghiệp bậc sơ cấp tiểu học, Hòa thượng Thích Hiển Tu cũng nhiều lần rời chùa Kiển Phước để bắt đầu hành trình cầu đạo, thị pháp khai tâm, ngộ lý vô thường, liễu tri trần gian ảo mộng. Đầu tiên, Ngài đến chùa Toàn Phước thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri để thăm học kinh luật và nghi lễ với Hòa thượng Thích Vĩnh Tồn, bậc danh tăng thông đạt tam tạng và giỏi về nghi lễ ứng phú đạo tràng lúc bấy giờ. Năm 1937, Hòa thượng lại được tôn sư gửi đến chùa Long Diễu dự học luật trường hàn, và tại đây Ngài được đăng đàn thọ giới sa di do Tổ Khánh Phong làm đàn đầu truyền trao giới pháp. Hai năm sau, Ngài tiếp tục đến chùa Bửu Thành tại Cái Mít để học hộ tân quốc văn và kinh di giáo với Hòa thượng Vĩnh Đạt. Năm 20 tuổi, tức năm 1944, sau khoảng thời gian dài kiên trì túc liễn thân tâm, tinh tấn tu học, Hòa thượng Thích Hiển Tu được bổn sư cho phép đăng đàn thọ đại giới tại Trường Kỳ Giới Đàn chùa Bửu Sơn, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, do Tổ Khánh Thông và Tổ Khánh Hòa cùng các bậc sơn môn cao tăng thiền đức khai kỳ và chứng minh giới đàn. Một năm sau, Ngài xin phép Tổ Khánh Thông để cầu pháp với Hòa thượng Thích Vĩnh Huệ và Hòa thượng Thích Vĩnh Pháp hầu tăng chiến đạo nghiệp giải thoát. Từ đây, Ngài nhẹ gót thênh thang trong rừng thiền thăm thẳm, lướt sóng tung tăng trên biển pháp mênh mông, nghiền tầm tham cứu tam tạng giáo điển và trở thành đồng môn huynh đệ với các hòa thượng Hiển Pháp, Hiển Tánh, Hiển Giác, Minh Hiền, vân vân. Đóa liên trì từ đây hé nở giữa phong ba thời cuộc xoay vần. Tổ Bồ Sơn là tổ cao nhất của đời tôi. Thì sau đó có các thầy lớn hơn cái đời sống của tôi tu học rồi thì nó có đi qua hoài, nó đâu có trụ ở một chỗ. Đối với đạo Phật là một con người chủ tâm, là có cái tâm từ bi, hành động theo Phật, học hỏi cái gì hay là chỉ giáo cái gì lại cho người hậu lai, thì là lấy những cái bản năng đó để mà làm. Chẳng hạn như tôi là tôi thích dạy nghi lễ, thì thành ra tôi cứ chăm chú dạy nghi lễ nhiều hơn. Trong cái lĩnh vực nghi lễ của miền Nam thì có thể nói là cái giọng của Hòa thượng rất là đặc biệt, mà cho đến ngày nay á cũng chưa thấy ai bắt chước được. Dạ. Thành ra khi Hòa thượng sướng giọng như vậy, nó tạo ra một cái năng lượng truyền cảm, khiến cho cái người nghe đó họ có một cái cảm xúc gì. Cho nên từ cái tuệ giác tu tập, từ cái khả năng thiên phú mà Hòa thượng rất am tường. Năm nay Hòa thượng là 100 tuổi. Có những cái bài văn mà rất xưa hầu như bị thất truyền, nhưng mà hỏi thì sư phụ nhớ hết. Trước đây mà những cái buổi lễ như khai đàn diệt sư hay pháp hội dỗ tổ thầy của Hòa thượng tại Xá Lợi thì tôi cũng được Hòa thượng gọi xuống để tham gia. Thì trong cái nghi lễ thì có những cái văn sớ thì nó là những cái phổ ý, tức là ghi lại cái nội dung của cái người nào đứng ra để xin lễ và mình làm lễ hồi hướng cho ai. Mà cái văn bản của Hòa thượng đưa cho tôi á là chữ nôm hết. Mà tôi tưởng đâu là
Hòa Thượng viết nhưng không, Hòa Thượng sử dụng vi tính, ông cụ đánh chữ nôm trên máy tính. Cái điều đó cho nên bản thân tôi cũng chưa biết dùng. Thời điểm Hòa Thượng Thích Hiển tu, trưởng thành đạo quả ở chốn tổ Bửu Sơn, cũng là lúc Phật giáo nước nhà đang trải qua giai đoạn lầm than trong cảnh nước mất nhà tan. Tiếp nhận trọng trách Như Lai sứ giả và dấn thân vào con đường phụng hóa chúng sanh. Năm 1951, Ngài được Hòa Thượng Thích Vĩnh Đạt tuồng cử làm phó trụ trì chùa Khánh Vân ở huyện Ba Tri. Hơn 2 năm sau, ân sư của Ngài là Hòa Thượng Thích Vĩnh Tồn hy sinh khi hoạt động ái quốc. Ngài kế tục sứ mệnh trụ trì chùa Toàn Phước, ngồi từ viện thời tuổi trẻ mình đã từng theo học đạo. Giai đoạn năm 1956-1960, khi chính thức dựa vào hàng cập đệ và trong vai trò là thành viên chi hội tăng già Nam Việt Sài Gòn Gia Đình, Hòa Thượng Thích Hiển tu lên Sài Gòn tham dự các khóa an cư kiết hạ và huấn luyện trụ trì tại chùa Pháp Hội Chợ Lớn do Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiện Hoa của Phật Học Đường Nam Việt tổ chức, đồng thời hoàn thành chương trình thế học, tốt nghiệp tú tài toàn phần. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trên con đường tự học, tự ngộ, tự giác của Ngài về sau này. Thời gian này, Ngài cũng được Ban Hoằng Pháp của Phật Học Đường Nam Việt bổ nhiệm trụ trì chùa Vạn Đức tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ 3 tháng. Sau đó, Ngài lại được cử đặc trách tăng sự, có nhiệm vụ kiểm tra các tự viện trong nội ngoại thành phố và tỉnh Gia Định. Năm 1962, Ngài trở thành phó trụ trì chùa Xá Lợi, ngôi tự viện nổi tiếng, trụ sở chính của Phật Học Đường Nam Việt. Với bậc hành giả một thân tứ đại giai phong, nơi nào chúng sanh hữu sự là nơi ấy Ngài vân du hiển tiền, đảm đương sứ mệnh phụng sự đạo pháp và thế nhân. Sau cơn pháp nạn năm 1963, Hòa Thượng Thích Hiển tu trở về quê nhà Ba Tri, đảm nhận cương vị trụ trì chùa Thắng Quang. Trên những cương vị ấy, Ngài vừa tự thân tu học nghiên cứu Phật pháp thâm sâu, vừa bảo vệ đời sống tu tập của tăng sĩ, giúp tăng chúng thoát khỏi kiếp nạn bị chính quyền Sài Gòn bắt đi quân dịch, đồng thời lại dẫn dắt chúng sanh quy đạo từ bi, an định lòng người giữa biển lửa chiến tranh tàn khốc. Năm 1966, Hòa Thượng Thích Hiển tu chính thức khai sơn Tích Ca tu viện tại xã An Đức, huyện Ba Tri, làm nơi kế tục các bậc ân sư tiếp độ và đào tạo người hữu duyên trở thành những thế hệ tăng tài kế tiếp của Phật giáo Việt Nam. Cho đến khi hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, Hòa Thượng xin từ nhiệm khỏi các vị trí lãnh đạo Phật giáo tại quê nhà để cất bước vân du khắp các tỉnh thành miền Nam, hoằng hóa độ sanh tại các đạo tràng và giao lưu với các pháp hữu đồng đạo cho tỏa chí hướng ban đầu của hàng tỳ kheo ly gia xuất tục. Chọn lựa cái người mà dùng được nghi lễ của cả một vấn đề, thì dưới đó là tôi tâm quyết làm thế nào mà cho có những cái vị giáo sư về nghi lễ để mà truyền dạy cho tất cả các sư mà còn thiếu về vấn đề nghi lễ. Thì cái tâm quyết của tôi là chỉ làm sao mà mấy thầy đều học giới lực, lấy giới lực làm thầy, rồi ghi lễ để truyền dạy cho quý thầy đó, để hiểu biết qua tất cả những cái các cái cuộc lễ lược, nào là lễ Phật đản, lễ là Du Lan, lễ Dược Sư, là đó là các vị ở trong chùa cũng phải học
để mà truyền bá với tất cả quý tín đồ Phật giáo. Trải mấy mươi niên, tuổi đạo ngày càng thêm viên tròn, uy tín của bậc hành giả nơi miền quê phong giả như đóa hoa sen tỏa ngát khắp tứ phương. Năm 1979, một lần nữa Hòa Thượng Thích Hiển Tu lại được Hội Phật Học Nam Việt cung thỉnh về chùa Phật Học Xá Lợi đảm nhiệm chức vụ trụ trì giai đoạn 1981-2015 và sau đó là viện chủ chùa cho đến ngày nay. Tại ngôi tự viện này, Hòa Thượng đã dốc hết tâm sức để tiếp chúng độ sanh và làm rực rỡ sứ mạng phục vụ đạo pháp và dân tộc đến trọn đời. Đến đầu thập niên 1980, khi các tổ chức Phật giáo nước nhà bước vào cuộc vận động thống nhất, trong đó có Hội Phật Học Nam Việt, Hòa Thượng đã năng nổ tham gia làm trung gian hòa hợp và quan hỷ tiên phong trở thành thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước đây đó thì giữa Hội Phật Học Nam Việt là của cư sĩ với tăng già, hai bên nó có nhiều mâu thuẫn đó. Thì cái công của Hòa Thượng lớn nhất là Hòa Thượng làm cái sự hòa giải và kết hợp giữa tăng già và cư sĩ là một. Và kể từ đó cư sĩ đã tùng phục giáo hội tăng già, và giáo hội tăng già cũng là hiểu về cư sĩ nhiều hơn và tôn trọng người cư sĩ nhiều hơn. Đó là công lao lớn nhất của Hòa Thượng đối với chùa Xá Lợi. Hòa Thượng cũng được Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tôn cử làm ủy viên ban trị sự, đặc trách về nghi lễ qua 3 nhiệm kỳ 3, 4 và 5. Xuyên suốt trong các năm từ năm 1990 đến năm 2002. Đồng thời, Ngài còn được cung thỉnh làm chứng minh ban đại diện Phật giáo quận 3. Đến nhiệm kỳ tiếp theo, Hòa Thượng giữ cương vị phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban nghi lễ của Thành hội giai đoạn 2002-2007 và từ năm 2007 đến nay là giáo phẩm chứng minh ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chứng minh ban trị sự Phật giáo quận 3. Song song đó, Ngài còn tham gia vào các công tác xã hội như thành viên Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc quận 3, Mặt trận Tổ quốc phường 7, nguyên phó hội trưởng Hội Vận động Từ thiện quận 3 và phát tâm tài trợ suốt đời cho trường Cơ bản Phật học quận 3. Không chỉ chu toàn các hoạt động Phật sự tại địa phương và tại tự viện, Hòa Thượng Thích Hiển Tu còn là một tấm gương sáng trong sứ mệnh truyền trao chánh pháp, hoàn thành trọn vẹn những trọng trách mà giáo hội đã giao phó. Năm 1993, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 3, Hòa Thượng Thích Hiển Tu được bổ nhiệm làm Phó Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhiệm kỳ tiếp theo, Ngài lại được suy cử làm thành viên Hội đồng Chứng minh kiêm Phó Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bước sang các nhiệm kỳ 7 và 8, Hòa Thượng tiếp tục được tôn cử vào chức vụ Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh và đến năm 2021, Hội nghị lần 5 khóa 8 đã nhất trí suy tôn trưởng lão Hòa Thượng Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, lên ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bậc cao niên lạp trưởng này đã đi đến cuối con đường của trần gian cõi tạm, nhưng công đức của Ngài vẫn còn lưu mãi cùng nhật nguyệt sáng soi. Cho dù đảm đương nhiều chức vụ hệ trọng trong giáo hội cũng như tại địa phương, nhưng Hòa Thượng Thích Hiển Tu vẫn luôn giữ gìn một nếp sống phạm hạnh thanh cao của một bậc hành giả từ hòa khả kính. Ngài được cung thỉnh làm Hòa Thượng đàn đầu các giới đàn hoặc giới sư Ít Ma A Xà Lê, giáo thọ A Xà Lê trong các đại giới đàn truyền trao giới pháp cho hàng trăm giới tử tại các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như chứng minh ban đạo từ cho các lễ hội, các sự kiện Phật sự quan trọng của Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và Phật giáo tỉnh Bến Tre. Trước đây thì với chủ trương của giáo hội là phải việt hóa những cái văn bản về kinh tụng cho đến những cái lễ nhạc
Mục đích là để đối cơ, tức là làm sao để mình sướng lên, mình đọc lên hay là mình viết ra, cái thế hệ trẻ ngày nay người ta hiểu được. Vì vậy trong cái công việc đó thì có, tôi thấy Hòa Thượng trước đây có gọi là biên soạn một cái quyển sách nhỏ gọi là những cái việc hóa nghi lễ trong cái nghi thức cúng cho các hòa thượng và những cái nghi thức cúng cho các vị cư sĩ tại gia. Thì cái bản đó là Hòa Thượng soạn thuật từ các tổ đã làm rồi, rồi cộng với những cái điều mà Hòa Thượng bổ sung thêm. Thì đại khái là Hòa Thượng có in cái bản đó. Thì bản đó sau này chúng tôi cũng dựa trên đó để tiếp tục duy trì và sử dụng những cái văn bản mà mình hành trì trong nghi lễ cho đến ngày nay. Trong hệ thống giáo điển Phật Đà, kể cả Nam truyền và Bắc truyền, đều có những bài kinh, đoạn kinh nói về tứ ân, hay còn gọi là tứ trọng ân của một người con Phật. Chung quy lại, đó là ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân quốc gia xã hội và ân chúng sanh vạn loại. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có chép lời Phật dạy rằng: Này các thầy tỳ kheo, nếu người nào biết ơn và đền ơn, cho dù ở cách xa ta ngàn dặm, nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên ta. Còn nếu người nào không biết ơn và đền ơn, cho dù người đó có đứng hầu gần bên ta, nhưng ta vẫn xem họ cách xa ngàn dặm. Vì lẽ đó, biết ơn và đền ơn được xem là hạnh của Phật, đồng thời cũng là nền tảng đạo đức căn bản của một con người. Vậy làm thế nào để báo đáp tứ trọng ân? Cách đơn giản nhất, theo lời Phật dạy, là sống hành thiện, tích đức, hiếu kính cha mẹ, trọng nghĩa khinh tài, làm tròn bổn phận của một công dân đối với đất nước. Bởi hôm nay, nếu nhân lành được gieo xuống, thì ắt hẳn ngày sau sẽ gặt được quả ngọt. Vì theo nhân sinh quan Phật giáo, vạn kiếp lục đạo luân hồi đều là nhân quả tương ứng mà thôi. Thời bé, cũng 5-6 tuổi vậy đó, Hòa Thượng được Hòa Thượng Vĩnh Tấn nuôi dưỡng, mà dạy dỗ rất là kỹ. Hồi đó đâu có hình ảnh gì đâu, thành ra Hòa Thượng muốn quả lại cái chân dung của thầy mình thì cũng không có tìm bức tượng nào cho nó giống. Nhưng mà bữa sang diễn game thấy cái hình ảnh của Tổ Khánh Anh là Thượng Thủ Giáo hội Tăng già Nam Việt, có cái nét giống thầy của mình, cho nên Hòa Thượng lấy cái tượng đó nhờ cái họa sĩ Dũng quà lại. Cái trong cái cuộc sống mà muốn tìm lại cái hình ảnh của người thân không phải dễ, mà phải tìm những cái vị nào có những cái nét mà giống người thân của mình, nó cũng không phải dễ. Mà quà lại những cái người đã quá giảng lâu rồi, mình có những cái nét giống như thầy của mình cũng không phải là dễ. Tức là trong tâm cảm, lúc nào cũng nhớ. Chính nhớ cái đó mới là quả nên hình ảnh được. Cho nên đối với đầu hiếu, Hòa Thượng là cái người thể hiện bậc nhất. Đạo hiếu với thầy tổ, đạo hiếu với người nuôi dưỡng coi như cha, luôn luôn là cái người gương mẫu. Thì qua cái đạo phong, đạo hạnh của Hòa Thượng phải là những người rất là tiêu biểu, và có thể là cái gương mẫu cho chư tăng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại Bến Tre, hay là nói chung là Phật giáo toàn quốc, mà Hòa Thượng được thỉnh cử vào ngôi vị Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng hội đồng chứng minh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giờ tại quận 3 này á, thì Hòa Thượng cũng được Trương Tôn Đức Tăng Ni rất là quý trọng, thỉnh cử Hòa Thượng vào ngôi vị của chứng minh của Phật giáo quận 3. Nói chung là về cái đạo phong, về cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng thì rất là tiêu biểu, rất là ấn tượng, rất là để làm gương mẫu cho hậu lai. Một lòng tâm huyết phụng sự đạo pháp và tổ quốc, Hòa Thượng Thích Hiển Cư
đã viết nên những trang sử cuộc đời thật cao quý, xứng đáng là tấm gương sáng tốt đời đẹp đạo cho hậu thế noi theo. Tri ân và tôn vinh công đức ấy của một bậc hành giả đáng kính, nhà nước và trung ương giáo hội đã trao tặng cho ngài nhiều phần thưởng đặc biệt như huân chương độc lập hạng 3, bằng tuyên dương công đức, bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trăm năm một kiếp con người, đi hết hồng trần, cuối cùng rồi cũng trở về với cát bụi mà thôi. Nhưng thế gian sẽ mãi lưu dấu ký ức về một bậc trưởng lão đã soi bóng cả chở che và nâng bước tiếp tăng độ chúng, vui đạo sống đời an lạc bình yên. Ngài là Hòa Thượng Thích Hiển Tu, một Tùng Lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam trong nửa sau thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21.